Hôm nay chúng tôi đặt chân đến đến khu vực Hồ Ba Bể. Cái địa điểm này gọi là cái địa điểm Động Buông. Giời, đường đi khó hôm nay. Đi đường trơn mà không có. Đi đường 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 kiểu vừa mưa xong này. Nó trơn quá. Nhưng như thế thì lại hôm nay thì mùa dịch Covid, người ta nghỉ, không có người đến máy. Chính vì thế mình đến xem và khám phá cái Động Cuông của vườn quốc gia Ba Bể. Đường đi hơi có, đường đi rất là trơn nhá. Cái Động Buông này là kiểu ngày xưa là các cụ kể là có ông Đùng ấy về đào cái con sông này. Chính vì thế thì đến cái khu vực Động Buông này là nó cái núi đá, nó chính vì thế nó mới không đào được, bắt đầu mới lấy cái đục với đục. Đục cái mày thành một cái lỗ đi qua. Chính vì thế mà người ta mới gọi, đến đến thời nay người ta mới gọi là Động Buông. Mình là hôm nay là đi đường tắt xuống thôi, chứ không phải là đi theo con thuyền mà đi qua dưới người ta đi du lịch. Đây, cái miệng hang của nó này. Bây giờ cái này còn trên cao quay xuống. Đây, ngày xưa nó đục rồi. Cảnh này rất là hùng vĩ. Mình phải đi xuống. Kiểu là vừa mưa rào xong cái thứ đấy là nó đường trơn đi khó lắm. Đường cực dốc luôn.
Đây, nhưng cái lá cây của nó phủ kín vào chỗ này là nó, và lại và đây là vào thành miệng cái động đất, nhưng cái đất khô rồi. Thì bắt đầu mới đây một con sông chảy dài có đi qua đây nữa. Mà hàng năm kể cả nước từ khắp nơi chảy về các thứ nó vẫn nước lũ bao ngập bao nhiêu, nhưng mà cái chỗ này vẫn có thể thoát được hết đây. Đây ra đây cũng rất là cực kỳ nguy hiểm này. Nói chung là, nhưng mà ở đây nó là một hàng đảo, hòn đảo to. Cái này là bố trí những cái cảnh vui chơi của khách du lịch này. Ngày xưa nó đào về đến đây rồi, nó bắt đầu nó mới gặp phải cái quả núi đá này. Chính vì thế bắt đầu mới dùng cái dùi để đục đục qua một cái quả núi đá này. Đục rất là trắng mịn mà này. Cái này là lúc đục của nó là cho vào trong một thời gian là của nó vào một ngày thôi là đục xong cái này. Còn khi đến cái còn từ đào từ lại chuyển sang bên bên chỗ bên, bên chợ đồn ấy, bên Nam Cường, cái là cũng đào một con sông thì đấy cũng gặp một cái tảng đá nữa, cũng có một cái quả đồi nữa. Chính vì thế thì vừa gần đến đào gần đến hồ Ba Bể rồi bắt đầu mới 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 thấy người nhà ấy bảo là có việc ở trong nhà, vợ như bị ốm ấy. Thì mới thôi là ngừng không đào nữa. Chính vì thế bắt đầu mới lấy tay về coi như là móc qua một cái quả đồi ấy, một bàn tay móc qua một cái quả đồi để mà cho nó nước thông sang hồ ấy, thì mới gọi là cái chỗ kia gọi là bó lù đấy. Bây giờ là nếu mà hôm nay mình có thời gian mình sẽ đi sang bên đấy. Là bây giờ vẫn còn y nguyên là có 5 cái ngón tay là thứ đấy, 5 cái ngón tay của đùng ngày xưa. Bây giờ thì nó bây giờ nước nó vẫn để chảy qua thông sang hồ Ba Bể. Đây rất là hùng vĩ này. Đến nói về cô cũng đang ở trong hang quay ở trong này thì cũng là không thể nào mà quay được hết được. Giờ mình sẽ đi vào trong hang, trong này nói chung là cũng rộng lắm.
Đây những cái con đường mòn người ta đi du lịch đây. Nói chung là ở đây thì người ta nó đầu tư vào du lịch rồi, nhưng mà cái không phải là con đường chính của người ta đi. Thật ra thì cái chỗ này nó không được làm cho đẹp lắm đâu. Ui, hôm nay đi qua đây đi cũng khá là khó. Bây giờ mình chúng ta đi vào bên trong lòng của cái hang này. Để thấy chưa? Nói chung là mình hôm nay đi cũng chưa được chuẩn bị nhiều đồ để mà quay cho nó chu đáo. Đấy, mà cái âm thanh ở đấy rất là vọng. Đây, vào đến đây thì nói chung là hôm nay kiểu nó dâm nữa, năm ra thì nó hơi tối. Kỳ ra cái này mình được mang một cái đèn pin về nữa thì ra tốt. Ở chỗ này thì người ta đã du lịch, người ta đã làm cả đường ở đây để cho nhiều khách người ta đến tham quan. Ui, ở dưới kia đó có những con chim hay là sóc gì đấy. Đi vào trong này là quay trở xuống là vẫn còn đấy, rộng thênh thang như thế. Mình thử đi qua bên này một tí xem như thế nào. Ở chỗ này cũng đẹp đẹp, đẹp. Nhiều người ta lấy đồ ăn nước uống về trong lòng vui chơi ở đây. Đây, bây giờ mình đã đứng ở khu vực này là cũng gọi là tương đối trung tâm à. Để nhìn xa xa thì ra đây đường nó thông sang bên kia nhá. Như này mà đi xa lắm. Được, nó đào đồng kênh này, nó đục qua cái một cái quả đồi này.
tìm một con đường hầm, đường thủy để mà đi lại giữa Khang Ninh với Cao Thượng. Bên trên này sẽ là trực thuộc bên Khang Ninh. Này còn bây giờ thì người ta kiểu giờ nhà nước người ta cũng quan tâm, chính vì thế cũng làm một con đường, mở một con đường đi qua vòng quanh ở đây rồi, vòng qua bên trên quả đồi à. Chính vì thế bây giờ nó là cái con đường thủy, bây giờ thì thành ra thành lại ít người đi lại hơn bình thường. Nếu cũng có con đường 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 của bên của đi qua ấy, thì nó sẽ là toàn đi qua đường thủy, phải đi qua bằng xuồng này, chạy qua đây này. Để qua đây đi rồi, đi dần dần xong rồi bắt đầu mới đi thông qua bên cái miệng ở dưới này là thuộc bên đất Cao Thượng. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong này một đoạn nữa, mình xem nó còn có rất là quê. Trong này rất là đẹp ơi, rộng lắm. Mới tội là hôm nay mình không được mang cái đèn pin, là nó không được xem hết những cái chi tiết ở trong này. Đây những cái chiếc bậc thang mình đi xuống. Đây là một điểm du lịch của Hồ Ba Bể cũng rất là nổi tiếng. Không ai đến thăm Hồ Ba Bể mà lại bỏ quên những cái động buông ở nơi này được. Chính vì thế thì ở đây rất là đông, đông khách. Cũng chỉ vì là thời điểm này là cái mùa dịch Covid là người ta thì không thể đi du lịch được. Đây này, trên này là nó còn thông lên trên này những cái một tầng nữa, một tầng nghe nói ở trên này cũng nếu mà lên được trên này cũng rất là rộng. Nhưng mà trên này là lại là thời tối, không thể có đèn pin nào mà khai thác được. Động này nó thông lên bên trên ấy. Đây những cái chỗ đen đen này là còn có một cái chỗ đụng đi vào bên này nữa. Còn rộng lắm nhưng mà không thể nào khám phá được. Còn đây là những cái chỗ người ta về bán hàng ở đây. Đây những cái chỗ người ta về bán hàng đồ ăn nước uống bên du lịch của những người dân ở giữa Khang Ninh với Cao Thượng, nó quanh quanh ở đây nó về bán, nó làm những cái tre về để ngồi. Chắc mình phải ra cái chỗ sáng cho nó, còn cái chỗ tối thì mình chắc là không thể nào, không có đèn pin là không đi được hết.
đấy, xe người ta đi những cái tiếng xe ô tô hoặc là xe máy hay là đi qua bên trên động này, chứ người thế nó chỉ vọng xuống. Đây, hôm nay vẫn còn có khách du lịch đến để thăm đây. Đây ở dưới này đang bây giờ đang nó từ bên cao thượng lên này. Ở đây nó quay nó chưa thể nhìn thấy được. Đợi một lát nữa nó sẽ lên đến đây. Nghe thấy tiếng rất là lâu rồi nhưng mà nó chưa thể đến. Đây, như vậy là người ta đã dừng ở ngay dưới này à? Ngay cái chỗ đường đi vào miệng hang à? Này bây giờ người ta đến chơi. Đây những cái lỗ nó thông lên trên này. Chính vì thế thì ngày xưa ống đùng nó đục qua cái này là rất là thần kỳ. Đây nào. Bây giờ vào trong này quay ra chỉ có cái miệng hang chỉ có nhìn thấy rất là bé, nhưng vào trong thì lại cực kỳ là rộng. Ở đây là nói chung là cũng nhiều chuyện lắm. Đây là bao nhiêu là những cái câu chuyện ở đây nó bây giờ mình cũng chưa thể nào mà khám phá được hết. Còn ở đây là những cái phân này là phân rơi này. Ở đây là rất là nhiều rơi. Chẳng qua là nó hôm nay nó chỉ ở trong cái chỗ tối thôi. Bởi vì nó không thể nào nó ở chỗ ngoài sáng. Thế mà có đèn pin vào sẽ xem cả rơi ở trong này. Khi có khách du lịch người ta lại về lại bật nhạc này. Có một cái xuồng đến người ta cũng rất là đông, giờ đang đông đúc đó. Kiểu hôm nay mình đến là cũng là còn khá là sớm. Chính vì thế thì nó người ta cũng chưa đến đấy.
nên nói chung là cũng có đường đi qua hết, thông hết, nhưng mà mình thì lại lấy mình không có đèn pin thì chắc mình cũng sẽ quay dần ra ngoài. Là những nơi người ta bán hàng để cho khách du lịch nó cần ngồi uống nước. Ở trong này bây giờ thì còn camera thì nó lại không thể nhìn thấy. Điện thì mình sẽ đi vào thì nó sẽ quay nó được tốt hơn. Hay là mình từ đi xuống tận dưới như mé nước ở dưới này sao? Ở đây nó chỉ có hai bên là ánh sáng từ hai cái bên cái miệng vào. Con đường ra làm để đi qua lại. Giờ này bây giờ là kiểu mùa này là còn không còn nước mấy đâu nữa, thì nó lại một thành một cái bãi cát. Sông này sẽ dần dần ít nước hơn. Những cái kiểu giữ những cái vệ sinh à, không có cái nội quy của nó. Đầu bên dưới kia là nó thuộc bên cao thượng, nó lên từ bên cao thượng xuống cũng được, mà từ bên Khang Ninh về cũng được. Bên Khang Ninh từ trên này xuống ở đây nó hai giữa Khang Ninh với Cao Thượng nó chỉ cách nhau mỗi một cái quả núi đá này thôi, chính vì thế nó
buộc cái này nó phải thông qua lấy cái dùi đục qua thông qua cái giữa Cang Ninh với Cao Thượng nó. Mất trong vòng một ngày ấy. Nước thì rất là rộng và sâu, còn cái chỗ này là nó bồi lên, nhưng cái mùa này nó chỉ có là ít nước là thế, còn nếu mà cái mùa nó nhiều nước thì nó phải ngập cả cái đến tận con đường này. Còn sông này rất là nhiều cá. Thu nhỏ rồi nó chỉ như này. Lúc nào nó còn có một cái bãi cát nữa. Bãi cát này có thể vui chơi, có thể đánh bóng được, ở đây còn đá bóng ở đây còn được.